Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi chiều ngày thứ sáu, 24 tháng 5 năm 2024. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là ngày thứ bảy. Thế mà ngày thứ bảy thì tiêu chí của nông dân là kiểu gì thì kiểu cuối tuần cũng phải có tí chất tanh để cải thiện. Nên là bây giờ đăng sớm lên để có đồng chí nào mà ưng cái bụng thì liên hệ với số máy 0368888479 để Trần Văn Chốt. Trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một đôi loa toàn giải. Đôi loa toàn giải. Loa này mới đét đèn điện. Loa mới đét đèn điện. Gần này là gần mút bằng giấy. Gần mút bằng giấy. Hai cái loa mới đét đèn điện. Loa này dùng để thay thế cho đài hoặc là độ chế này nọ cái lọ cái chai. Mình chuẩn bị kích thước ở đây rồi, mình đo để cho mọi người xem. Cái này đường kính của nó là xấp xỉ 12. Này. Đấy, xấp xỉ 12 cm. Đường chéo này 12 cm, xấp xỉ 12 cm. Đấy. Tức là tim tim của lỗ này, tức là điểm giữa của cái lỗ này gọi là tim. Tim của cái lỗ này chéo sang bên đây với tim của lỗ này là xấp xỉ 12 cm. Cách đây mấy hôm mình cũng có bán một đôi loa mới đét tiền đẹp như thế này về Hải Phòng. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu. Loa này là loa mới đét tiền đẹp nha. Loa này có nguồn gốc xuất xứ là đồng hương với bật mã ôn. Nhưng mà ví dụ như mà nhà có đài mà cái loa đài nó hỏng rồi thì có thể Trần Văn chốt những chiếc loa như thế này về để thay thế vào. Loa mới đét đẹp nhé, nên là khỏi phải lo quấn lại. Loa mới đét đẹp. Úp xuống để xem. Đây. Đấy. Hai con là mới đét tiền tiền. Bây giờ lại ngửa lên. À đâu cái củ từ này, xem cái củ từ này bao nhiêu. Củ từ này 6 cm. Xấp xỉ 6 cm. Đôi loa này mình trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc rẻ nhất của đất, 60.000 đồng một chiếc, không bán lẻ. Vì nó có sinh ra là nó có đôi có cọc của nó nên là bán cả hai, mà bán cả hai thì cộng vào là 120.000. 120.000 đồng hai cái loa này, 120.000 đồng là tiền hai cái loa này, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua được quyền trả. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, thân ái chào tạm biệt, xin chào.